thì mình ủ, và sau đó thì mình xài, thì tất cả các loại cây trồng mình xài được. Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Cây Giống TV nha. Hôm nay thì Thảo chia sẻ với các bạn một cái video clip hướng dẫn về cái kỹ thuật ủ phân chuồng cho vườn cây ăn trái ha. Rồi bây giờ thì mời các bạn hãy cùng đến với phần chia sẻ của anh Lê Trường Giang ha, hiện là giám đốc kỹ thuật công ty Thế Giới Cây Giống. Xin mời các bạn cùng xem nha. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái cách mà mình ủ cái phân hữu cơ để mà mình sử dụng trong vườn cây ăn trái ha. Nói chung cái phân này á, mình ủ từ cái phân bò. Rồi. Ha, thì cái cách ủ á, thì cái đống này là mình đã ủ rồi, cái đống này ủ được 3-4 tháng rồi. Cho nên là mình bây giờ mình đã xài được ha. Còn khi mình ủ á thì mình sẽ một lớp phân bò, mình trải phân bò ra. Thì cứ một lớp phân bò mỏng vậy á, phân bò khô á, thì mình sẽ tưới nước pha với nấm Tico Đạt Ma. Thì thông thường á, một tấn phân mình để mà ủ nó tốt thì một tấn phân mình có thể ủ với 1 đến 2 kg nấm Tico Đạt Ma. Tuy nhiên thì mình xài nhiều hơn thì nó vẫn tốt, nhưng mà khi mà mình ủ nhiều quá thì nó sẽ làm cái chi phí của mình nó tăng cao. Và mình có thể một tấn phân thì mình có thể trộn thêm khoảng 2 kg phân ure, thì mình pha chung với nước với nấm và mình tưới lên. Thì cứ một lớp phân bò thì mình tưới đều qua cái lớp phân bò, mình tưới đều qua một lớp nấm với phân ure. Thì tại vì sao mình trộn thêm cái đó? Thứ nhất là cái nấm Tico Đẹp Ma khi mình đưa vào phân hữu cơ nó sẽ giúp phân hủy cái phân nó nhanh, và nó lấn át, nó tiêu diệt những cái con vi sinh vật có hại khác, những con nấm có hại đó. Và khi mà mình ủ thì nhiệt độ nó sẽ lên rất cao. Cái đống ủ mà mình ủ đúng á thì chỉ trong vòng 1-2 ngày thôi nó sẽ tăng cái nhiệt độ lên khoảng 6-70 độ C là chuyện bình thường đó. Và khi mà mình ủ như vậy thì mình trùm kín lại, mình lấy ni lông mình trùm kín lại để cho mình có thể ủ phủ lá thêm cho nó mát. Và cái đống ủ như vậy á thì mình sau khi mình ủ khoảng 3 tháng đến 4 tháng thì đây cái phân mình nó tơi ra nè đó, cái phân mình nó tơi ra thì mình có thể sử dụng được đó. Thì bây giờ cái đống ủ này nó tương đối nó nguội rồi, nó bớt nóng rồi đó. Cái đống ủ này mình đã ủ lâu rồi, khoảng 4 tháng rồi, bây giờ mình lấy ra mình sử dụng thôi. Và lưu ý khi mà ủ thì cái độ ẩm của mình nó vừa phải, nó khoảng 70% là tốt. Thì khi mà mình xác định á độ ẩm á thì mình hốt nấm phân lên, mình bóp, mình dắt thiệt là mạnh, dắt thiệt là mạnh thì cảm giác là nó hơi ẩm tay và nó không có rịn nước ra ngoài, thì như vậy là độ ẩm mình nó tốt. Chứ để mà mình đo chính xác thì nhiều khi mình không có thiết bị đo, thì mình chỉ xác định đơn giản như vậy là ok. Thì mình cảm giác mình tưới cái phân nó vừa đủ là ổn. Lưu ý là đừng có tưới ướt quá ha. Rồi bây giờ thì mình lấy ra mình rải cây. Đây, như phân này nó tơi rồi nè đó. Để mình lấy ra. Đây, có những đoạn này nó cũng đấy. Và nếu như có điều kiện á thì mình ủ khoảng 1 tháng thì mình bắt đầu mình đảo cái đống ủ. Mình đảo trộn cái đống ủ, mình sẽ trộn tới. Và cái đống ủ tốt mình nên ủ á là nó sẽ hẹp chiều ngang nhưng mà nó sẽ cao lên. Đó. Bề ngang thì mình khoảng tầm 1 thước, 1 thước rưỡi. Còn cao lên thì càng cao thì nó càng tốt, thì nên hẹp bề ngang. Ủ một luống dài, hẹp bề ngang và cao lên. Thì như vậy nó sẽ ok hơn. Đánh rồi rải trực tiếp vào ngay cái gốc ha, nhưng mà trên mặt mô mình rải vẫn bình thường, không sao hết. Mình đừng có tấp phân, nói chung phân bón thì mình đừng có tấp vô ngay gốc là được. Trời, video chia sẻ về cái kỹ thuật ủ phân hữu cơ cho vườn cây ăn trái thế này thì xin tạm dừng nha các bạn. Thì kỳ tới Thảo sẽ chia sẻ cho mình cái cách sử dụng phân hữu cơ này như thế nào ha. Cảm ơn các bạn đã xem và các bạn đừng quên bấm like, share và đăng ký ủng hộ kênh Thảo nha. Xin chào.